Hôm nay là ngày 3 tháng 3 này, ở siêu thị mình bán thịt ba chỉ chắc chải lắm luôn á mọi người. Tại ngày này là cái ngày kêu là ta kêu là xăm khớp sai tay á, là ngày ăn thịt ba chỉ nướng này kia nè, những quán ăn đồ đồ tiệm này siêu thị rồi chắc bán đắt lắm luôn á nha. Thì nhà mình cũng mua thịt ba chỉ nó ăn nè mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ để vô ít muối và tiêu rồi mình sẽ chiên sẵn nha. Gia đình mình sớm lại ngồi ăn cho nó nhanh gọn lẹ, chứ mình để ngồi chờ nướng lâu lắm. Mình sẽ chiên cho nó vàng vàng như vậy, cái mình cho lên cái chảo và mình cho để lửa lửa cho nó ấm ấm ấm, mình nóng nóng là mình ăn được rồi nha người. Và ăn chung gồm có salad đồ lăm lăm lá mè rồi kim chi ba cái dưa chua củ cải rồi nè mọi người, với kim chi củ hành với củ tỏi với tỏi này kia đó, thì mình sẽ cho lên hết hết trên cái chảo này nha. Và xin mời mọi người cùng ăn chung với gia đình mình nha. Để mà mọi người đợi mà nướng lâu lắm cho nên mình cái gì mình đã chuẩn bị sẵn hết luôn á, ngồi xuống là chỉ việc cúng ăn thôi đó mọi người. Còn chần chờ gì nữa mọi người ơi, hãy triển khai món thịt xăm cắp xay cuối thôi mọi người ơi. Chúc mọi người ngon miệng nha.